Đầu tiên, chỉ số hạnh phúc thì người ta sẽ đo lường sự sung sướng của từng con người ở từng quốc gia. Đấy. Một, chúng ta viết xuống sung sướng. Sự sung sướng. Một là đo sự sung sướng. Ai viết xuống nào? Một là sung sướng. Thế thì sung sướng đo bằng gì? Sung sướng nó sẽ đo bằng số lần mà bạn cười trong ngày, số lần bạn cười trong tháng, số lần bạn cười ở trong năm. Bạn đã viết số 1 là sung sướng. Bạn cười, bạn tận hưởng được cái vật chất, những cái thứ xung quanh thì gọi là sung sướng. Đấy. Bạn đã viết số 1 đi ạ. Đó là sung sướng. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Ở mỗi một cái người, có người thì cảm thấy rất là dễ sướng, nhưng có người ấy thì rất là khó. Đấy, thì một là phải là sung sướng, đúng là sung sướng, đúng không? Thế bây giờ có những người ấy, ở nhà ví dụ như 3 tỷ rồi nhưng vẫn cảm thấy không sung sướng và cứ suốt ngày đau khổ, phải tưởng tượng ra là mình phải có cái nhà 1 triệu đô hay là đi cái xe Kia Morning rồi, nhưng mà phải mong muốn là phải đi con xe Range Rover. Nhìn chung là như vậy thì cuộc đời sẽ rất là khó sung sướng.